Đưa mẹ 2 triệu đây. Tôi làm cho. Đi 2 triệu mỗi đất đi lốc. Cả bia rượu trộn gói xong. 2 triệu cả bia rượu à? Trộn gói đất mà. Cả mắm tôm đấy à? Không có rượu thì không có bia. Thả bay đi. Cô gầy gầy hôm qua bay hay phết nhỉ. Ông đấy là truyền nhân. Dãy 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 đành đành đành. Nghe thấy giọng nhạt rồi. Trên chân của Thịnh. Thấy chưa? Cuối cùng ông nào cũng quay về đây cảnh trong ấy. Thời tiết đẹp mà. Có điện thoại. Có điện thoại. Có 15 bông chấm rưỡi ăn thoải mái, làm thoải mái. Con gái được gọi. Ừ, 10 ông chấm rưỡi. Không biết kia thì ăn mấy đâu cũng kiếm rồi. Mẹ mua thêm cái gì khác, mỗi ông chấm rưỡi đồng. Ông đã ý nói là chỉ tâm ý thôi thì vẫn sau ăn liên tục cháu con trai mà không hiểu. Cứ 200 đổ lạ, mấy 100 đổ lên thì ăn liên tục. Tinh thần là chính anh cả. Đúng. Chứ ngày nào ăn nhiều thì mẹ không được. Đây là hôm nay tao phang con cá này, con này này. Cá ngon đấy. Có hôm nay em có xem video mà. Nhưng mà tối nay ông Việt có tham gia chó chiếc không? Hả? Có tham gia chó mèo không? À, thì thực ra nó dám hay không dám nhưng mà chủ yếu là anh em có tham gia không? Ừ. Anh em vui thì tham gia hết. Tham gia đưa 2 lít đồng ông Toàn trước. Đi đoạn đưa 2 lít, có trăm rưỡi. Kiểu chơi kiểu cọc bê tông. Tối hôm làm 10 điểm lô đấy. Nhớ tối làm 10 điểm lô đấy. Ăn chết rồi. Ông Hùng ghi lại rồi. Cổ động anh em. Anh em nào mà cảm thấy ngại thì bạn lên 100 rưỡi con đau to bùi. Đấy, thế nó mới ngại như thế. Sao phải lăn tăn như đấy, có cái là ý này. Nó phải cổ động như thế. Ông không ngại gì cả, ăn như thế là rẻ, thế còn muốn rẻ thế nào nữa bây giờ? Con chó, thế còn đâu vui là chính. Thôi em bù riêng đi. Uống là chủ yếu. Thôi. Gia vị, gia vị. Gia vị. Đội mình có ở đây có bao nhiêu người à? 33 người rồi đấy, trong nhóm tôi ấy rồi đấy, tin chắc tí mình cầm điện thoại là chắc là hì hục làm nó mới vui. Đồng ý phát là xong. Chứ còn thì hay làm. Bảo chứ không. Làm thì vẫn phải, tức là bây giờ phải tập trung như này này. Tức là bây giờ bắt chó lại, thuê người thịt chó lại, thuê người quay lại. Thuê luôn đấy luôn. Ờ thì chó tới đây ăn chó lại đấy. Ừ. Ý nói là thuê người quay lại, còn đâu mình làm là mình chặt mâm, chặt chiếc, bập mạt ra, chặt chém lên. Đấy là làm rồi, tập trung làm như thế. Thôi, hiểu không? Xong luôn. Làm mấy cái mẹ. Nhà tao 10 bộ bàn ghế rồi. Đâu mà thôi, nếu ông dọn cho mệt ra. Khổ đây người cho mẹ ngại chứ không phải. Nó khổ đâu quá. Có chả phải tròn. Ngồi đây thì nó thoáng sướng hơn. Giải ra phát ăn xong hê phát vứt đi luôn. Ừ. Ông dọn ra cho nhà ông dọn bằng chết. Ồ mẹ đúng rồi. 20 thằng đúng không? Có đi 20 thằng không? Ừ, 20 thằng đi. Mẹ chưa đến 3 mâm. Rồi. Tao để 3 cái bàn phát xong. Đúng rồi. Thôi cho nó đóng trước, cho nó đóng trước làm xịt. Ừ đi mẹ, đi được trong 3 cái bàn xong. Ăn ngồi nó như ôm ý, ăn ngồi như ôm ý.